những phần chính làm cho xe nhẹ có trớn nhiều là chỗ nào, và cái bánh tạo cho nó trớn nhiều là ở đâu, cái điểm nào tạo cho nó có trớn. Và khi chúng ta bẻ tay lái cổ, tại sao cổ nhỏ cổ lớn, cổ lớn bẻ nhẹ, cổ nhỏ bẻ nặng, đúng không? Bây giờ trước hết chúng ta nói về bạc đạn các bạn, tại nó là cái điểm chính. Khi chúng ta chạy xe thì tất cả trọng lượng người ta nằm trên xe, và xe lăn, bánh xe ma sát trên lộ. Nhưng mà bánh xe ma sát là ma sát, nó là cái mặt tiếp xúc để di chuyển rồi, còn điểm để chịu cả trọng lượng chúng ta và trượt lăn nâng đưa trọng lượng chúng ta đi về phía trước. Thì đó, thì để tôi khái quát sơ về những cái trớn thì chung về chiếc xe nha. Thì rất là nhiều điểm trong chiếc xe, có nhiều điểm, rất là nhiều điểm, để nhiều yếu tố để tạo chiếc xe nó có trớn. Thì giờ trước hết là bạc đạn nha các bạn. Thứ hai nữa là cấu trúc sườn, cấu trúc hình học. Các bạn có thể lên Google tìm hiểu. Sau này tôi cũng sẽ có bài nói về cấu trúc hình học của sườn, của khung nha. Nhiều lỗ nha. Rồi chất liệu. Chất liệu là giờ nào xưa giờ các bạn chạy sườn thép đúng không? Bây giờ mình chạy nhôm, sẽ giờ chạy carbon đúng không? Rồi thứ tư nữa là khí đồng học. Khí đồng học các bạn có thể thấy là những cái này câm, thí dụ như câm lá hẹ, xin lỗi, câm câm dẹp đó, nó tôi không đề cập đến vấn đề chất liệu và khí đồng học ha, và cấu trúc hình học của sườn, mấy cái đó mình bỏ lấy qua bên. Mình nói cái điểm chính, nguyên nhân chính là để xe chạy có trớn, bánh chạy có trớn, đạp có trớn, cấu líp chạy có trớn, ổ líp chạy có trớn, và xe có trớn nhiều. Thì bạc đạn các bạn, tôi sẽ nói về bạc đạn. Thì để trước hết chúng ta tìm hiểu về bạc đạn thì trên chiếc xe đó nó có ba cái điểm để chúng ta quan trọng để chúng ta tìm hiểu về nó. Thứ nhất là cả bánh trước và bánh sau, bạc đạn và dầu dĩa, trục dĩa nhé, là ba điểm chính là bạc đạn, là để tạo trớn cho chiếc xe đạp chúng ta. Ba điểm thì trước hết nói về bạc đạn thì có rất là nhiều bạc đạn. Thì bây giờ các bạn xem ngồi xa quá camera đó, tôi có thể đưa cái này đi. Rồi các bạn có thể kể thế nào, thêm cái này luôn. Rồi anh này là trục vuông ha, bạc đạn anh nhỏ, bạc đạn hoặc là con đi thì đạn thì cũng bạc đạn, ổ đạn thì cũng đã cài vô đây rồi, trục vuông anh nào cũng sợ cái này rồi, nặng quá rồi nha. Rồi bây giờ tới trục rỗng các bạn nha, ta chạy nhẹ nhưng mà có lỗi nhẹ hơn nữa, BB30 đó. Các bạn biết tại sao nhẹ không đó. Càng lớn càng nhẹ nha, mà trong bạc đạn á, càng lớn càng nhẹ là về bạc đạn. Muốn bạc đạn có trớn nhẹ là phải có hai yếu tố. Bạc đạn lớn mỏng, ba yếu tố các bạn, lớn mỏng và hai đường kính của bạc đạn phải lớn. Rồi bây giờ đây tôi có thể cho các bạn hai bạc đạn này đi, cho các bạn thấy xem. Bạn xem bạc đạn này và có bạc đạn bên đây, hai cái bên phải, cái bên trái các bạn. Thì cái bên phải, cái bên trái thì các bạn nhìn thấy bạc đạn này lớn hơn bạc đạn này đây. Bạc này lớn hơn nha, bạc đạn này nhỏ hơn. Nhưng mà đường kính trong và đường kính ngoài, hai đường kính đều lớn. Còn bạc đạn này đường kính trong, đường kính ngoài lớn, đường kính trong nhỏ. Lỗ này nhỏ hơn lỗ này nha các bạn nha. Lỗ trong, đường kính trong, dòng trong á nhỏ hơn đường kính của anh này. Mà đường kính
ngoài của anh này lớn hơn đường kính ngoài của anh bên đây, anh này nhẹ hơn này. Thì trong tiếng Anh đó các bạn, thì trong tiếng Anh thì các bạn trên Google các bạn có thể sạc của các bạn xem về trong tiếng Anh đường kính đó, thì hầu hết trong mặt bảng để đường kính trong là để là ID, I là internal diameter, còn ở ngoài là OD, outside diameter. Thì các bạn để biết mặt bảng nó lớn nhỏ hay không, các bạn lấy cái đường kính ngoài giống ngoài trừ đường kính trong, rồi ra cái khe này, cái khe trước mặt bảng là nhỏ nhỏ nha các bạn, càng nhỏ tiếp điểm càng ít, giờ độ trượt càng cao, độ trượt càng cao. Thì giờ tôi nói trượt á, tôi nói ở các, có thể các bạn biết khi người ta ở dưới quê, hoặc người ta khi người ta đẩy cây hoặc này cái nọ đó, người ta khiêng đồ mà nặng quá là không được, người ta cần con lăn, thì các bạn không ai mà lấy lăn bự nặng lắm, lăn nhỏ đúng không, trượt, cái đó là một cái điểm trượt thôi. Rồi giờ tới mặt bạn thì có biết, các bạn biết nguyên nhân tại sao càng lớn mà nó càng chảy nhanh không? Bạc đạn càng lớn, bạc đạn càng lớn, đường kính trong lớn, đường kính ngoài lớn. Còn bạc đạn lớn, đường kính ngoài lớn, đường kính trong nhỏ, vẫn nặng nha, vẫn nặng. Thì cái này nó dính tới, có liên quan tới vật lý các bạn. Nó là lực hướng tâm lớn. Tại khi chúng ta chạy xe đạp á, chiếc xe đạp nó khiêng cả trọng lượng của chúng ta và nguyên cả chiếc xe luôn, thì nằm trên hai điểm, bánh trước và bánh sau. Hai điểm đó là tất cả những trọng lượng mà nó nằm trên tiếp điểm để chạy đó. Ta cần cái độ trượt nhẹ đó các bạn, là chính bên này là quyết định đầu tiên nhất nha bạn nè. Rồi sau nữa dầu dĩa, dầu dĩa thì cái dầu dĩa BB các bạn ra lực mình đạp, nó trước nó nhẹ thì chúng ta ít hao lực đúng không, chạy đường dài lực chúng ta bền hơn đúng không. Và nhà sản xuất người ta cung cấp thông số bánh như thế nào đó, lớn nhỏ bậc đạn cốt đường kính ống gì đó các bạn, trong đây thì các bạn sẽ biết. Sau này trước khi các bạn đi mua một cái bánh xe, thì các bạn muốn mua là Specialized, Shimano, DT Swift, là Binaralo đại khái gì đó, Zip gì đó, thì các bạn biết nó có cái tên bánh, nó là dù bánh Zip đi, cái mã code của nó là nó dòng gì, nó là máy gì đó, các bạn lên xem, lên Google xem. Các bạn muốn biết chính xác các bạn vô nhà sản xuất đó, nó có cung cấp cho các bạn. Thì để biết bạc đạn lớn nhỏ hay không, lớn là cái đường kính trong nè, đường kính trong là lớn nhỏ, thì tôi bây giờ tôi chia sẻ trước cho các bạn cách tính lỗ bạc đạn. Thì tính lỗ bạc đạn, những dòng xe mà dùng bạc đạn mà cốt ở trước nhỏ nha, cốt nhỏ là cốt khoảng 10, ở sau 10-12 là cái đó công thức tính bạc đạn nó rất là khó. Thì đây tôi chỉ cho các bạn tính công thức lỗ thấp nhất là 15 trở lên, 20 trở lên, 15 hoặc 20 trở lên nha, 20 trở lên. Thì các bạn xem cái bạc đạn đó, thí dụ trên nhà sản xuất họ đưa ra cái xe này, dòng bánh này dùng bạc đạn đó là 60-6003 đại khái thí dụ nha, thì các bạn lấy số 3 các bạn nhân cho 5 là ra cái lỗ. Còn cái dòng ngoài từ từ các bạn, tôi cũng điên đầu đó nha, nhân 5. Còn đã đằng sau là các bạn đạn 60-04 gì đó, 4 nhân 5 là 20 đúng không, cơ khí nó rất khó lắm các bạn ơi. Rồi cách đó, cách tính bạc đạn nha, các bạn nên nhớ lấy đường kính trong, đường kính ngoài trừ ra đường kính trong thì sẽ ra cái độ rộng của nó, của cái dàn đạn nó dài đó, rất quan trọng nha. Rồi bây giờ chúng ta nói bạc đạn, tại sao bạc đạn lớn, bạc đạn lớn và hai đường kính trong và đường kính ngoài lớn, viên đạn càng nhỏ, chúng ta thống nhất đi, viên đạn càng nhỏ thì trấn càng cao, lực ma sát càng cao. Thì giờ các bạn trong vật lý chắc các bạn ai cũng đã qua cái này hết đó. Thì nó có về đường tròn, trục quay tròn đó các bạn, nó có lực hướng tâm đúng không, lực hướng tâm. Thì lực hướng tâm càng lớn thì quay càng lâu đúng không, trấn càng nhiều.
Bây giờ để chứng minh được cái đó ha, bây giờ các bạn có thể là về nhà các bạn lấy một cái thùng, tôi thí dụ chất lỏng trước, thì các bạn lấy cái thùng nước đó, đường kính qua đường kính nha, đường kính thùng là cho 5 tấc đi, rồi các bạn đổ vô 5 lít nước, đường kính 5 tấc đổ 5 lít nước ha, 5 lít nước thì các bạn lấy tay các bạn quay, quay đều nha, quay mạnh lên rồi các bạn ngưng, bạn tính bấm giờ, các bạn coi nước trước khi các bạn quay xong nước nó dạt ra bên ngoài, dạt ra bên ngoài nha, trong ở chính giữa chạy, khi nào nó hết chạy nữa bắt đầu nước mới trở về đó, dạt ra ngoài đó là lực hướng tâm cao. Rồi bây giờ các bạn lấy thêm một cái thùng khác, nãy đường kính là 5 tấc không, bây giờ các bạn lấy cái đường kính chỉ có 2 tấc thôi, 2 tấc thôi chắc chắn nó cao không, rồi các bạn đổ nước vô, đổ nãy đổ các bạn đổ mấy lít, 5 lít nước không, cái này các bạn cũng đổ 5 lít nước, các bạn quay đi. Còn nước này á, cái bên đây cái nó cao nha, nó có cái trọng lượng của nước nó có dạt ra ngoài được bao nhiêu, không được bao nhiêu cả, rõ ràng đường kính nước 2 tấc thôi và 5 tấc nó khác nhau, các bạn sẽ thấy nước bên đây nó chạy nó quay chậm hơn, nó nặng quá và cái lực hướng tâm nước nó dạt ra ngoài nó không được bao nhiêu cả đó. Thì cái đó chúng ta nhìn bằng mắt được nha các bạn, cái này chúng ta không nhìn được, cái này bên cơ khí người ta có lực đo, người ta đo máy điện tử công sức công gì đó chứ không phải là nhìn mình thấy bằng mắt. Thì đó, rồi cái thứ hai nữa, các bạn về lấy cái cánh quạt, cái cánh quạt đúng không, cái quạt trần mình xả nhà ra, quạt quay nhà ra, có 5 cánh 6 cánh gì đó, thì không dùng điện hết, các bạn quay cùng một để cho bạn đo sao cái lực cho nó nói chung là không chính xác đâu, quay một cái rồi các bạn coi để bao lâu nó ngừng, rồi các bạn bấm dây đúng không, xem sau đó các bạn lấy mấy cái kẹp tóc kẹp nút áo gì ở nhà đó, nó bao nhiêu cánh quạt các bạn tăng thêm cho tôi ở ngoài 5 cánh ngoài góc cho thêm, mà bảo đảm nó chắc nha, dính nó không rớt nha, các bạn gắn vô rồi các bạn quay đi, nó quay nhiều hơn và chạy lâu hơn, rõ ràng nó có trớn hơn, nó mới quay nhiều hơn đúng không đó. Thì đó là lực, đó là chúng ta cái nhà sản xuất người ta phải tạo cho có lực gia tốc mạnh, lực gia tốc càng lớn thì càng mạnh. Rồi chúng ta vừa thí dụ hai cái đó thôi, bây giờ nói về bánh xe, thì bánh xe đạp thế này các bạn, thì để có trớn và quán tính cao thì trước hết là các bạn phải chuyển trọng lượng ở trục quay ra ngoài dành chu vi, ra ngoài đưa ra ngoài lực hướng tâm đó. Thí dụ bây giờ cái đùm đó, cái đùm là bánh xe nha, bánh xe một bánh xe này và bánh xe này hai cái cùng là 1 kg hết, nhưng mà anh cái này á, cái phần nặng á, hơn nửa ký nằm trong cái đùm đó các bạn, ngoài đó, nằm trong cái đùm còn ngoài dòng bánh thì nó nhẹ lắm, chả nó lực hướng tâm không có nhiều, còn giờ bánh đây cũng lực nặng như thế, nhưng mà cái đùm ta làm cho nó nhẹ, có thể làm carbon, xin lỗi, làm cho nó nhẹ, tôi lấy trọng lượng ra, cũng do nguyên liệu vậy nặng này, tôi là lấy trong cái đùm này ra nè, trong trục quay này ra, tôi đưa hướng ra ngoài, tôi chia nó ra ngoài cái bàn cái này nè, thì nó sẽ có cái lực, nó chạy trở ngược, đó là tạo lực hướng tâm đó các bạn, thì nhà sản xuất tạo lực hướng tâm. Về dòng bánh xe đua của Shimano thì sao các bạn, ở đâu sẽ bật nạn đâu, làm sao chúng ta tính được, làm sao chúng ta biết là đường kính lớn đường kính nhỏ, bật nạn thì các bạn nhìn thấy rõ đó, còn giờ con bi thì không biết các bạn có xem cái video clip tôi đã làm cách này 2 tháng là sự cách biệt giữa bật nạn và con bi, thì khác nhau là góc độ thôi các bạn, và bật nạn này là hoạt động độc lập được ha, còn con bi không hoạt động độc lập được, ít nhất là phải hai có trục đối xứng. Thì các bạn xem những Durai xe đua nè, Ultra nè, bánh Ultra nè, bánh Durax nè, và những dòng bánh dưới đời dù một cái năm trở xuống đó, thì con bi đạn nó cũng vậy, như tôi có nói những video trước rồi đó, thì con góc độ các bạn đây góc độ này nè 90 là coi như không độ đó, còn con bi của Durax thì nó
nó gần như 90, nó khoảng 80 độ, 80 độ. Thì cũng tương tự thôi các bạn, cũng tương tự thôi, không có khác gì cả. Các bạn thấy những con độ 45 độ nào thì dương vị nó to, hoặc nếu nó không to nó cũng nằm góc xuống như nào, nằm góc như nào. Mà dương to càng nhỏ, nằm góc càng lại thì chịu lực càng cao, mà không làm dương vị to thì chịu không nổi, phá hư hoại. Phải làm dương vị to là bạc đạn, ví dụ tôi nói về cái dòng SX hoặc đèo rê đổ xuống đó, nó là mình nói đầm đó nha, thì đạn nó như thế này. Còn giờ là thế này, còn dòng cao hơn STR Ultra Durax đúng không, thì nó sẽ làm góc độ đứng hơn. Đứng hơn thì sao, cái con nó sẽ cao hơn, con sẽ lớn hơn, con lớn hơn thì phải đường kính, con lớn hơn là phải đường kính trong lớn, đường kính trong lớn hơn các bạn. Thì bạc đạn thì có hai con nè, con trong như con ngoài nè, đạn giữa nè. Thì thằng kia, thằng này, hai này nó đúc dính với nhau, còn mấy nội kia thì nó góc độ nó nghiêng quá, nó không đúc dính được, nó phải làm rời, đúng không? Thì STR nó còn cái chén của STR nó làm đứng xích lên trên, đưa muốn đưa ra ngoài luôn, rồi con dưới cũng vậy, thành ra như đạn nằm xéo nè, nhiều đạn chút xíu, tương tự giống như thế này thôi. Nhưng mà bảo chắc chắn là nó không nhẹ bằng cái này, tại con bi là độ ma sát nó không chính xác, xin lỗi, độ chính xác của nó đó không được 100%, còn đạn phải đúng 100%. Thì khi đạn sản xuất ra những viên nhỏ các bạn, người ta tính theo dòng chịu lực nó bao nhiêu viên, phải không? Cái người ta đưa vô hai con là nằm rồi, viên đạn rồi, rồi đưa dưa đạn vô chạy, đưa lấy hai con này đè qua này, cái nhét đạn vô, nhét vô hết, rồi bắt đầu chia đều ra để rế vô dọc, nói vậy thôi. Ha, thành ra chúng ta có biết được bây giờ bằng đạn, còn Shimano chúng ta không có, giờ chúng ta biết đúng không, biết đường kính lớn, đường kính nhỏ không, con đường kính của con trong và đường kính của chén ngoài, đúng không? Với những cái mẹo nhỏ thế này giúp anh em, các anh chị, các bạn và tìm được những sản phẩm như mình mong muốn, và mình tự tin hơn, mình không cần phải hỏi ai, đúng không?